Dự án Mandalay, chúng tôi đã đón tiếp đoàn khảo sát BCA Grandmark tới tham quan và khảo sát dự án. Tại Singapore, BCA Grandmark là hệ thống xếp hạng tòa nhà xanh nhằm đánh giá một tòa nhà dựa trên những hoạt động của nó và ảnh hưởng của nó đối với môi trường. Trong thời gian khảo sát tại dự án, đoàn khảo sát đã đi tham quan các khu vực như tầng hầm, bể bơi, sân tập đa năng và các tầng căn hộ, v.v. Theo cơ quan xây dựng Singapore BCA, một tòa nhà với hiệu quả về năng lượng mỗi năm có thể tiết kiệm từ 20 đến 30% chi phí sử dụng năng lượng trong một số trường hợp. Để đạt được giải thưởng, BCA Grandmark cần phải đáp ứng 5 tiêu chí hàng đầu sau đây: hiệu quả về sử dụng năng lượng, hiệu quả về sử dụng nước, quản lý và phát triển dự án, địa điểm, vận hành và quản lý xây dựng đối với các tòa nhà hiện đại, chất lượng môi trường bên trong tòa nhà tốt và bảo vệ môi trường, có tính đổi mới. Nhằm đảm bảo rằng các tòa nhà đạt giải thưởng Greenmark Award được thiết kế và duy trì theo hướng thân thiện với môi trường trong một thời gian dài, BCA sẽ kiểm tra các tòa nhà này 3 năm một lần. Tại Maryland, chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu giữ gìn không gian xanh cho các thế hệ tương lai. Vì vậy, thông qua chuyến tham quan lần này của các đoàn khảo sát cấp chứng chỉ Greenmark, chúng tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm được nhận giải thưởng như mong đợi. Hy vọng tòa nhà Maryland sẽ sớm đạt được giải thưởng này.